Hello, Dung xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay theo chân con gái đi ăn ở nhà hàng Doki nằm trong cái cụm Plaza Vincom trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp. Theo lời con gái chia sẻ thì cái nhà hàng lẩu Doki này á là cái nước dùng lẩu á, mình phải tự pha chế và các đồ ăn á, thì sẽ tự chọn. Dung đang đứng đây là tầng 4, là trên này rất là nhiều cái nhà hàng quán ăn. Cái phía bên kia là coi như là Dung thấy người ta đề là hải sản ăn không giới hạn, coi như mình muốn ăn nhiêu mình ăn. Bên đó Dung thấy rất là đông. Ở đây 20 ngày bây giờ mới phát hiện cái trung tâm Plaza này nó hấp dẫn như vậy. Bây giờ Dung đang chờ guest line để đi vô chờ người ta xếp bàn á. Nhà Dung guest line giờ sắp cửa được vô ăn rồi, chờ cũng khoảng 15 phút. Người lớn là 139.000, trẻ em là 69.000, giá trên chưa bao giờ thuế. Lần đầu tiên Dung vô ăn những cái món ăn của Dung, hôm nay là đi theo cái sở thích của em gái. Hôm giờ mình dùng của họ là 10 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi sáng tới 22 giờ đêm. Nói là cái tòa nhà Vincom này á, rất là nhiều cửa hàng ăn uống ở đây. Ví dụ mình về mà mình không biết nên ăn ở đâu thì mình cứ đi vô đây mỗi ngày mình ăn một cửa hàng. Người ta mới hướng dẫn cho Dung á, người ta hỏi là mình đã vô trong cái Doki này ăn thử chưa, thì con gái Dung nói là chưa, thì người ta chỉ cái tô này thì để lấy đồ ăn sống, cái này là lấy nước chấm và cái này là lấy đồ ăn chính, đây là nước lẩu, đây là cái chén dùng để ăn. Đấy, xin chào các bạn, thời gian ăn khoảng 90 phút ạ. Để dư đồ ăn sẽ bị trừ 40.000 và 40 thưởng ạ. Bọn em sẽ lên thử đi ạ. Khi nào anh chị ăn xong thì có thể bọn em lên để dư thêm ạ. Dạ. Xin anh chị cảm ơn em. Đây. Ít thôi bằng này. Đây đồ chấm, lấy thử cái này ăn trước coi sao. Này khoai lang. Mỗi cái thử một cái đi ha. Ờ, cái này em pha nước nè anh ơi. Không biết như thế nào, thôi cứ mỗi cái mình cho một tí đi. Bé, mỗi cái mày cho một tí đi ha. Cho nó tròn vị. Thank you.
đi. Sao ạ? Mười bảy không ai á, 80.000. Ừ. Hả? Ờ, cơm tròn. Để Dung thử cái nước này, Dung tự pha nha, theo ý của Dung nó như thế nào ha. Coi như là mỗi cái Dung múc một miếng. Cái này là cái nước lẩu. Thử coi sao. Hơi nhạt nhạt, rồi bắt đầu Dung ăn ha. Dung mời cô chú anh chị ăn nha. Dung nghĩ cái này là giống như là trong biển á, cuộn cái gì á, chiên. Nhưng mời cô chú anh chị ăn nha. Có 40 công. Ở đây người ta mở nhạc lớn lắm. Dung thắc mắc cái này không biết là cái gì nè, nó đen đen nè, biết nó là cái gì ạ? À, nó là cục cơm thôi, nó là cái cục cơm rồi cái gì ở trong tùm lum trong này. Hôm nay là con đi theo cái sở thích con gái nên con gái nó am hiểu hơn mình, để con gái phục vụ. Để mẹ cho thêm nước vô nha. Nhạc mở rất là lớn ha. Ừ, nhạc quá trời lớn luôn. Ê, tí hơi cực. Cho nó thấp xuống để cho nó dễ chín. Cái này là cái gì á ha? Mì. À, mì của họ. Một tí nó sôi lên. Ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được hết. Gói gọn trong vòng 90 phút. Nhưng mà nếu mà ăn dư nhiều, ta cân lên ta sẽ phạt. Mắc cái cây này để Dung ăn thử coi nó là cái gì ha. Nó là chả cá không à, nhưng mà ăn nó tự tự như ăn cục bột á. Hơn mùi cá, hơn mùi tiêu, nhưng mà ăn không khác gì ăn cục bột hết. Dung thấy đậu hũ là Dung mê à. Đậu hũ nè. Giờ lấy cái, tới cái phần đồ tươi á, rau á, để bỏ vô lẩu á. Cái vòng phô mai mà đặt xung quanh nồi lẩu á, thì Dung order thêm với cái giá là 80.000. Nhưng mà khi mà người ta đặt cái, người ta set up cái vòng phô mai đặt vô cái nồi lẩu cho mình á, thì Dung lại quên quay, cho nên không có cái hình ảnh đó. Dung mới lấy cái khối rau rất là ngon nè. Rau mùng tơi nè. Dung thích ăn rau gì thì Dung lấy. Người ta có cho cải ngọt với lại cải bè xanh nữa, nhưng mà Dung không thích. Hả? Rồi cải thảo nè.
cái này Dung thấy là lạ nè, cái này là chân gà rút xương, bỏ vô luôn. Bây giờ có nhiêu mình ăn hết bấy nhiêu ha, rồi nếu mà thiếu thì mình lấy thêm ha. Ồ, ngon chưa? Ừ, trời ơi, mấy đứa nhỏ nó khoái ăn cái này. Con bỏ cái thố này qua bển cho mẹ. Giờ tới Dung bắt trước nha. Thế bắt trước, gái làm bắt trước theo. Bắt trước không đúng rồi. Dung mời cô chú anh chị nha, rất là hấp dẫn. Phô mai chi với lại rau củ. Muốn cho cái gì thay đổi cho nên lấy thêm một ít nước sốt kem nữa. Để coi nó cho nó thay đổi vị ha. Đúng rồi. Ồ, nhưng mà phát hiện ra cái chân gà rút xương rất là ngon nha. Ngon lắm. Nó giòn giòn. Đây là cái chả cá. Hơn 10 cá nhưng mà ăn giống như là ăn cái miếng bột á, nhưng mà cũng rất là thơm mùi cá. Cái lẩu nhà Dung sắp ăn hết rồi, tại mình ngắm vừa đủ khả năng mình ăn thôi. Cũng được. Nói chung là cái món này thì nó rất là hợp khẩu vị của giới trẻ. Cái khẩu vị tổng luôn, nó giống như là cái gói mì của người, của Hàn Quốc vậy đó. Giống vậy á. Cho nên nhìn á, toàn là thanh thiếu niên không à. Có thể là trong này là Dung già nhất. Không thiệt có anh ơi, em già nhất anh ơi. Nó có cháy á. Bữa tối ngày hôm nay á, là con gái tài trợ. Con gái về Việt Nam chơi là bỏ ống heo cả năm trời rồi, cho nên có một số tiền. Hả? Bữa ăn ngày hôm nay á, nhà Dung hết 535.680 đồng. 535.680 đồng. Con gái tài trợ bữa hôm nay. Thank you con. Bây giờ nhà mình đi một vòng, nhà mình đi một vòng để cho nó bớt no ha. Đi mình đi khám phá coi trong này có cái gì ha. Đây là một cái buffet hải sản ăn không giới hạn. Buổi trưa từ thứ hai tới thứ sáu là 398.000 một người. Còn buổi tối á, từ thứ hai tới thứ năm á, là 418.000 một người. Còn cuối tuần á, thứ sáu và chủ nhật á, thì 448.000 một người. Còn dịp lễ Tết á, hoặc là cận lễ Tết là 458.000 một người. Nhưng thấy ở đây người ta ăn rất là đông luôn. Rất là đông. Và những cái món ăn nhìn rất là hấp dẫn ha. Tại vì buffet hải sản mà, cho nên nó gồm tất cả những cái hải sản. Tôm cua ốc yết ở đây hết. Có món nướng thịt nữa nè. Cái tòa nhà này á, mình cần phải khám phá. Rất là nhiều hàng quán ngon ở đây. Ở đây là cái gian hàng bên này á, là món cuốn Hà Nội. Nhìn cũng rất là hấp dẫn ha. Có bò tơ cuốn bánh tráng nữa kìa. Lẩu bò nhúng giấm. Rồi bữa nào lên thử. Phát hiện trễ quá, còn có hơn tuần ở đây thôi. Hả? Gấp thú hả? Đi.
con gái muốn gấp thú, bây giờ cho nàng ra gấp thú. Được nha, ôi rồi. Một lượt. Cái con vàng đi con, cái con vàng sát cái lỗ kìa, cái con vịt đó. Không có nào lắm được. Nó không. Sát nó đâu, đưa tay được đâu. Được không? Ui giời ơi. Được không? Ui giời ơi. Thôi xong. Cảm giác như cái con này nè, nó nặng hơn cái gấp kìa. Làm sao mà gấp được. Con gái quyết định qua cái máy kế bên. 10.000 được 2 lượt. Được rồi đó, ngay đầu đó. Được rồi. Ui giời. Con trắng được không? Hay là cái con vàng này này? Lật nó qua. Ui giời. Thôi rồi, nhìn cái cảnh vật ở đây đâu có khác gì bên Mỹ đâu. Cái gian hàng bên đó, gian hàng đó người ta trưng bày cũng tựa tựa giống như là ở bên Mỹ vậy đó. Ừ, không có khác gì phía bên Mỹ hết. Ở đây có một cái lẩu Hazilao. Hồi nãy lúc mà nhà Dung đi vô là thấy cái like rất là đông luôn. Đặc nghẹt lên. Có trong đây chơi. À đây là có cái nhà này. Ồ giờ vẫn còn cái like chờ kìa. À, phía sau Dung á là cái bãi đổ xe của VinFast. Vì cái tòa nhà này là của cái ông VinFast luôn mà. Ông tỷ phú đó luôn mà. Cho nên bãi đổ xe này là ưu tiên cho cái taxi VinFast của họ. Hồi nãy Dung mới bước vô cái tòa nhà này á, thì Dung có gặp một em là người quen ở sát bên cái nhà cũ ba má Dung hồi xưa ở dưới An Nhơn á. Thì em Tuấn đó là đang lái xe cho VinFast. Thì em nó chia sẻ là cái app của lái xe VinFast này á, nó sẽ rẻ hơn của MyLink hoặc là Vinasun. Thì gọi là Grab á, Grab mà xe VinFast. Thôi Dung cũng chia sẻ như vậy thôi, còn cái sự lựa chọn của mỗi người khác nhau. Chứ Dung cũng không có ý kiến riêng gì hết. Video hôm nay Dung xin được kết thúc tại đây ha. Dung xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Dung. Và Dung xin hẹn video kế tiếp nha. Bye bye.